Em chào cả nhà, chào đại gia đình. Hiện tại là 4 giờ 39 phút, em đang có mặt trên đường An Dương Vương, quận 5 cả nhà. Thì cái đoạn đường này như cả nhà thấy hai bên đó là chuyên về trang trí và độ cho xe hơi. Con đường nổi tiếng bậc nhất Sài Gòn về độ xe hơi ha. Thì các tay chơi hay là những người nào muốn độ này kia rồi thì ra đoạn đường này có đủ hết. Độ camera hành trình hay là dán kính chống cách nhiệt, dán gương, dán gọi là dán gì ta, dán decal cách nhiệt á, rồi đủ thứ hàng bàn hết. Thì ra đây trước mặt em á là trung tâm thương mại An Đông Laser, Windsor Laser và trung tâm thương mại An Đông. Thì nơi đây là chủ sở hữu là của bà Trương Mỹ Lan đã từng bị bắt, đang xét xử trong vụ án Vạn Thịnh Phát đó cả nhà. Bà ta thì rất là giỏi tài kinh doanh nhưng mà rút ruột trong ngân hàng ra một số tiền cực khủng. Hôm nay thì tiếp tục phiên tòa xét xử liên quan tới bà Nguyễn Phương Hằng. Các bị cáo gồm nhân viên là ông tiến sĩ Đặng Anh Quân, tiến sĩ luật, giảng viên trường đại học luật Đặng Anh Quân. Ông ta kháng cáo thì vì cái tội xử tòa tuyên án nặng quá thì anh ta mới là xin được giảm thời hạn phạt tù. Thì như cả nhà thấy trên hình ảnh này, em chèn như cả nhà xem, thì tiến sĩ Đặng Anh Quân thì sau 2 năm ở tù thì có vẻ như là em không nhớ 2 năm hay rõ hay không, nhưng mà theo một thời gian ở tù thì thấy phải nói là nhan sắc xuống rất là nhiều, rất là tiều tụy và trên người nổi rất là nhiều mụn đỏ, có thể một chứng bệnh nào đó. Thì nói chung mà ở đời có tiền thì sướng, như bà Nguyễn Phương Hằng thì bữa nay bả ra làm chứng tại tòa thì bả được ăn mặc đẹp, trang điểm đẹp. Thì có thể phụ nữ thì mình du di cái chuyện đó đi, nhưng mà thấy bà ta mập hơn thì tròn trịa hơn thì nói đúng đúng ra thì vô tù thì có tiền thì cũng bồi dưỡng cho cán bộ thì người ta cũng chăm trước chăm sóc này kia rồi cũng ấy hơn, tạo điều kiện hơn, còn không có tiền thì nó cũng khác ở đời mà. Phía trước mặt đây em đang kể chuyện ha, đây là cái công viên. Chỗ này thì cũng phức tạp tại vì cái công viên này nó có nhiều cái chuyện xã hội chỗ này đó. Bây giờ thì không thấy nhưng mà không biết tùy bữa ha, có những em bướm ngày đó, lượn lờ ở khu này nè, hả, đứng ở cuối đường rồi ha. Khu này đặc biệt nổi tiếng là bướm nè, chịu khó mà đi chạy vòng vòng lát cũng gặp nhiều lắm á cả nhà. Đó, bên kia này có mấy anh áo vàng đứng chờ sẵn kìa, mấy bạn cả nhà chạy qua đó mà vượt đèn đỏ hay là vi phạm thì dễ bị dính lắm. Thì nói chung vi phạm người ta mới bắt chứ không vi phạm sao ta bắt được. Trong số hàng triệu người, hàng ngàn triệu người di chuyển một ngày trên đường thì chắc chắn cũng có người sẽ vi phạm thôi, đó là cái bình thường. Mấy anh đi rồi. Chỗ nào ấy thì mình lái, nói chung là mình cũng khuyến cáo là quý khán giả là chạy đúng luật để không có tốn tiền. Bây giờ phạt rất là nặng luôn cả nhà. Ngược chiều là 1,5 triệu nè, giam bằng nè, nói chung là thủ tục cực kỳ phức tạp luôn. Mà bà không có bằng lái xe thì đi ra đường thì nguy cơ bị phạt thì sẽ phạt rất nặng, tiền rất là nhiều. Xe máy thì đỡ, còn xe hơi thì thôi là tiền bạc ngàn luôn ha. Xe hơi mà đi đi hứng hứng mấy anh thổi lại là không có giấy tờ, không có bằng lái thì phạt mười mấy 20 triệu luôn. Em quẹo qua đây là đường Nguyễn Chí Thanh, là nguyên cái con đường này đó là nó đặc biệt cái chỗ là chuyên là trang trí xe máy nha cả nhà.
độ xe máy để can rồi đó, thì ra đây thì đầy đủ hết. Nói chung là buôn có chợ bán có phường, ở Sài Gòn nó là vậy, buôn có chợ bán có phường. Phía trước là cái bên tay phải em á, là cái nhà máy bia Sài Gòn này nổi tiếng nè, nhưng mà người Thái họ thâu tóm rồi, họ thâu tóm rồi, nhưng bây giờ là họ cũng sặc máu luôn. Tại vì sao? Tại vì lúc họ mua cổ phiếu rất là cao, giá rất là cao, rồi bây giờ là bị cấm mua bia rượu đó, là phạt nặng á, cho nên là cái sức tiêu thụ nó giảm rất là nhiều ha. Rồi kinh doanh không được thì chắc chắn cổ phiếu giảm. Ở bên tay phải em là sân vận động Thống Nhất, hay tổ chức các kỳ đá bóng ngôi giải quốc gia. Em quẹo ở đây, ở đây là bên Hòa Hảo nè. Đường này là có đặc trưng là của ký xá Đào Bách Khoa. Những người nào đã, anh chị nào đã từng học ở đây thì cũng biết ký xá này. Kế đến là Cô Ốc Mắc ha. Tình hình thì mấy chỗ này thì chiều giờ này thì cũng còn thoáng nè, không có đông xe lắm. Cô Ốc Mắc, Cô Phút, không là Cô Ốc Mắc, với Cô Ốc Mắc lớn nhất của hệ thống. Chỗ này là nhiều hàng hóa. Phía bên trước mặt em á là cái hai dãy hai bên. Khu này là chuyên bán đồ cho may mặc, phụ kiện may mặc mà ha, giày da rất là lớn luôn. Nó hàng và lằng đủ thứ đó nha, nhiều cái lắm. Có nhiều cái mình mua chợ Kim Biên mua không có đâu, nhưng mà ở đây lại có ha. Đó vậy đó. Đây là đủ thứ hết, đồ chơi em bé rồi đề can hay cái gì đó tùm lum thứ. Nói chung là rất là nhiều ha. Đi qua ghé đây đổ xăng luôn rồi cả nhà. Xe hết xăng rồi. Xăng rồi lắc rồi, không đổ là dẫn bộ luôn. Trời ơi, sao chiều đông rồi, sáng em thấy đông rồi, chiều đông dữ nữa. Này đông quá hả, giờ mình kiếm chỗ nào thôi đi về đi, lát đi tới đoạn kia rồi mình đổ luôn, bây giờ xếp hàng thì đông quá. Em đang chạy qua đường này là đường Lê Đại Hành nè cả nhà. Lê Đại Hành đoạn này một chiều, còn qua bên kia, qua chỗ 3/2 thì là đường 2 chiều. Rồi video tới đây cũng dài ha. Em tạm biệt cả nhà. Chúc cả nhà một chiều tốt lành.